Đây là một cái dòng sản phẩm kem nền BB cream có tên gọi là BB collagen tím. Em này thì được review rất là nhiều rồi và hôm nay lại đánh giá về cái dòng sản phẩm BB cream này nha. Đây là dòng sản phẩm của hãng Celio, là một hãng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc về những dòng sản phẩm làm đẹp trên thị trường rất là nổi trội. Dòng sản phẩm này với thiết kế rất là đẹp, rất là sang chảnh nha mọi người. Giá của em này thì rất là rẻ. Dòng sản phẩm này á là kem nền nhưng có chứa hàm lượng collagen cực kỳ cao, sẽ giúp đẩy lùi lão hóa, sẽ giúp da của mình nâng tông nà sáng nè, giúp da của mình che phủ được những khuyết điểm. Đây, một cái hộp sang chảnh như thế này, bao chính hãng luôn, ngoài thị trường. Cái này hàng giả nhiều lắm mọi người, cẩn thận nghe. Xài xong cái da mặt mình nó xấu đi là hỏi tại sao, tại vì mua trúng hàng giả. Còn riêng về bên em chuyên nhập khẩu về những dòng sản phẩm chính hãng giá tốt trên thị trường, nên khi mà mọi người mua xong á cảm giác mua chỗ này tự nhiên xài ngon, mua chỗ kia tự nhiên nó xài nó sao sao đó, không có lên tông hoặc là không có sáng, không có đẹp như cái kiểu như người ta nói. Bởi vì sao? Bởi vì mình mua chưa đúng chỗ. Có tiền nhưng mà mua chưa đúng chỗ cũng là một sai lầm đó mọi người ơi. Đây là dòng sản phẩm kem nền vừa che khuyết điểm vừa giúp dưỡng trắng da, tạo cái lớp nền mắt cấp cho da tuyệt đẹp luôn, phải nói là tuyệt đẹp, đỉnh của đẹp luôn. Phụ nữ chúng ta khi mà đi ra được, cái thứ nhất không được quên đó là mang theo những cái sản phẩm làm đẹp, đó là son môi nè, và những sản phẩm ví dụ như kem chống nắng hoặc là những cái sản phẩm cần thiết như là nước hoa. Ngoài ra khi mà chúng ta đánh cái lớp nền này lên nè, kiểu như làm chúng ta trẻ trung hơn, xinh hơn, tự tin hơn, đúng không mọi người? Chi được khuyết điểm của mình là mình tự tin, đúng không? Đó, mọi người em biết là da của ai cũng đều có một cái khuyết điểm nào đó. Muốn cho da của mình được hoàn hảo hơn và cái lớp mắt cúp, hoặc là hoàn hảo hơn và cái làn da để che đi những khuyết điểm nám, đồi mồi, tàn nhang, sạm da, rổ chân lông, sẹo rổ rồi kia nọ đó, các thứ, xài da này lên tự tin hẳn ra, công việc thuận lợi hơn, xinh xắn hơn, trẻ trung hơn, trông yêu nhiều hơn, vậy thôi đó. Đây là dòng sản phẩm em đang được phân phối và em nghĩ rất là nhiều chị em đang cần, và em kể cả em cũng hút luôn vài chai để mà sử dụng nha. Liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0355 838057 hoặc là 0773 39 279, hoặc là Facebook Trần Thị Lý chuyên sĩ mỹ phẩm nhé. Cảm ơn rất là nhiều, bye bye.